Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Du học Online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về giao lưu văn hóa du học Mỹ là gì. Từ lâu chắc chắn các bạn khi mà chuẩn bị đi du học, có ước mơ du học đã từng nghe qua cụm từ giao lưu văn hóa, nhưng chắc sẽ có một số bạn không khỏi thắc mắc nó là gì và làm gì để có được tấm vé đi giao lưu văn hóa du học Mỹ. Chương trình trao đổi giao lưu văn hóa là chương trình giúp cho học sinh Việt Nam du học một năm tại trường Trung học Phổ thông Hoa Kỳ để trao đổi văn hóa. Học sinh có thể đăng ký học trường công lập hoặc là trường tư thục theo ý muốn. Trong suốt quá trình học một năm thì học sinh sẽ có cơ hội học hỏi văn hóa Mỹ và văn hóa của các nước khác thông qua các học sinh du học Mỹ quốc tế cùng tham gia chương trình này. Ngoài ra thì học sinh còn có cơ hội cũng như trách nhiệm truyền bá văn hóa Việt Nam cho học sinh nước chủ nhà và học sinh quốc tế cùng tham gia chương trình. Trong quá trình tham gia chương trình thì học sinh sẽ được các điều phối viên của chương trình giao lưu văn hóa dõi theo và giúp đỡ tận tình. Mục đích của chương trình đào tạo là tạo điều kiện cho học sinh có các cơ hội được giao lưu văn hóa và tạo tính tự lập cho học sinh khi sống xa nhà trong một môi trường hoàn toàn khác biệt. Các tổ chức và công ty tư vấn du học Mỹ là đại diện của các chương trình giao lưu văn hóa tại Việt Nam, có nhiệm vụ hướng dẫn cho học sinh, sinh viên làm hồ sơ để tìm kiếm địa phương và gia đình phù hợp. Tham gia chương trình thì học sinh có thể đăng ký học tại trường phổ thông trung học công lập hoặc phổ thông trung học tư thục. Và tuy nhiên thì các trường phổ thông trung học tại Mỹ không đảm bảo cho học sinh giao lưu văn hóa có thể tốt nghiệp và nhận bằng phổ thông trung học. Nếu các bạn đăng ký học trường công lập, học sinh sẽ được sống với gia đình cha mẹ nuôi người Mỹ, được bố trí hoặc ở một trường trung học công lập của Mỹ trong địa phương. Và điều kiện để các bạn tham gia chương trình là tất cả các học sinh từ 15 đến 18 tuổi. Điểm trung bình trung học của 2 năm học gần nhất là 7 chấm trở lên. Thời gian học tập liên tục, trình độ tiếng Anh tốt, có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu văn hóa Việt Nam, thân thiện, hoạt bát, dễ hòa đồng và dễ thích nghi với môi trường sống mới, mong muốn được học hỏi và giao lưu với các nền văn hóa khác, điều kiện sức khỏe tốt để có thể hoàn thành tốt các hoạt động học tập cũng như là ngoại khóa, hoàn thành đầy đủ các giấy tờ thủ tục cần thiết, chưa từng tốt nghiệp một trường trung học phổ thông nào, chấp nhận sự sắp xếp nơi ở và trường học của tổ chức tư vấn du học đã đăng ký. Chương trình thông thường bao gồm học sinh đã được nhận vào trường trung học phổ thông công lập Mỹ, học sinh được ở nhà cha mẹ nuôi và được tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất tùy theo gia đình nuôi. Các chuyên viên điều phối của chương trình tại các địa phương sẽ theo dõi và giúp đỡ khi cần thiết. Bảo hiểm sức khỏe, bản DS-2019 hỗ trợ visa G1. Sự tham gia các hoạt động cùng gia đình nuôi và của nhà trường bao gồm các hoạt động cộng đồng. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về chương trình giao lưu văn hóa du học Mỹ thì các bạn có thể liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838382080 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com.